Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 48. Người phương Đông chúng ta chú trọng giáo dục gia đình. Ở nơi cái dãy đất phương Đông này, nền tảng văn hóa rất phù hợp với sự phát triển Phật giáo. Chúng ta đều biết Phật giáo là giáo dục của Phật Đà. Như chúng ta nói, Khổng giáo là Khổng lão phu tử, là giáo dục của Mạnh phu tử. Phật giáo là sư đạo. Sư đạo nhất định được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Trong giáo dục của người phương Đông, chúng ta nói hiếu đạo, đây là cốt lõi. Vào thời trước, người đi học đều biết đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi. Tại vì sao chúng ta nói đến giáo dục là nhắc đến Nghiêu Thuấn? Lịch sử của chúng ta gần 5.000 năm, thời đại của Nghiêu Thuấn cách với hiện tại của chúng ta gần 4.000 năm. Chính phủ mới chính thức có cơ cấu viên chức chủ quản giáo học, như hiện tại chúng ta gọi là Bộ Giáo dục. Chính phủ có cái cơ cấu như vậy, chuyên quản giáo dục. Đây là thời đại Nghiêu Thuấn mới có. Giáo dục vào thời trước đều là gia giáo, chính phủ không có cơ cấu chủ quản để gánh vác trách nhiệm này. Chúng ta thường nói bốn cái văn minh cổ đại của thế giới, ba cái khác đã bị mất hết, chỉ còn lại nền văn minh của chúng ta. Do nguyên nhân gì vậy? Họ nói có thể là chúng ta chú trọng giáo dục gia đình. Cái cách nói này hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai. Giáo dục của chúng ta từ trước đến nay chính là gia giáo. Không có người nào không xem trọng giáo dục gia đình. Người người đều hiểu được, nhà nhà đều biết được. Cho nên, giáo dục luân lý đạo đức không phải từ Nghiêu Thuấn mới bắt đầu. Thế nhưng từ Nghiêu Thuấn đã thành lập tư đồ, đó là chức danh của một vị quan chủ quản giáo dục. Dạy cái gì vậy? Dạy luân lý đạo đức. Mãi đến cuối đời nhà Thanh hơn 4.000 năm, giáo dục truyền thống của chúng ta không hề bị gián đoạn. Triều nhà Nguyên, người Mông Cổ làm chủ Trung Quốc. Triều nhà Thanh, người Mãn Châu vào làm chủ Trung Quốc, đều là kế thừa giáo dục truyền thống này. Đặc biệt là vào triều nhà Thanh, mấy vị hoàng đế triều nhà Thanh đều đem giáo dục luân lý đạo đức mở mang rộng lớn. Cho nên triều nhà Thanh có thể thống trị được 260 năm không phải không có đạo lý. Những vị hoàng đế sau này xem thường đi giáo dục thì vẫn nước liền suy, sau cùng dẫn đến mất nước. Những giáo huấn lịch sử này chúng ta bình lặng mà quan sát, liền biết được giáo dục truyền thống là vô cùng quan trọng. Thay triều đổi ngôi không hề gì, chỉ cần giáo dục truyền thống còn thì quốc gia của dân tộc đó vẫn tồn tại. Nếu như giáo dục truyền thống của chúng ta không còn, vậy thì cái văn minh cổ đại sau cùng trong bốn cái cũng sẽ không còn ở trên cái địa cầu này, sẽ biến thành lịch sử. Vậy thì vô cùng đáng tiếc. Ở hải ngoại,
Tôi tỉ mỉ mà quan sát nước Anh, nước Đức. Những học giả Hán học của những quốc gia này họ không đơn giản. Khi tôi đi thăm viếng họ, họ cùng gặp tôi. Họ nói tiếng phổ thông rất tốt, không cần phải phiên dịch. Việc này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Đối với điển tích Hán học của chúng ta, đích thực họ có thể thâm nhập được, họ chân thật có thể nhận biết, chân thật hiểu được. Việc này cũng không lạ lắm. Lịch sử nước Anh, nhà triết học tiến sĩ Thang Ân Tị, ông đương nhiên đã nói ra được, có thể giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 này. Chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa, người này không đạt được tường tận rồi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
phần.